Lại trừ Bồ Tát, tuy thấy người không cầu xin, nhưng biết người kia đang có ý cầu xin mình nên đáp ứng để gặp nhu cầu của kia. Lại thêm cởi mở khiến kia vui vẻ nhận lấy. Lại trừ Bồ Tát không dùng ác tuệ, thường dùng tuệ khéo mà hành bố thí. Sao gọi là Bồ Tát dùng tuệ khéo mà hành bố thí? Trừ Bồ Tát hiện có vô số tài vật dùng để bố thí, nhưng người cầu xin chưa đến trước phát tâm này. Giả sử có hai người cùng đến cầu xin ta, một người an vui chẳng nghèo khó chẳng bần cùng có nơi nương tựa, một người nghèo cùng khốn khổ thiếu thốn không nơi nương tựa. Ngay lúc bấy giờ tự ta phải dự đoán để phân phát tài vật đúng lượng hiện có. Nếu có thể khiến cả hai đều đầy đủ mãn nguyện thì nên thí cho cả hai. Nếu tài vật không thể khiến cả hai được đầy đủ mãn nguyện thì phải phương tiện đối với người thứ nhất, còn dùng hết tài vật thí cho người thứ hai. Phát tâm như vậy rồi, như điều đã tư duy tức liền thực hiện. Đối với người an vui đến cầu xin, Bồ Tát không đủ khả năng khiến kia đầy đủ mãn nguyện, nên trước phương tiện phát ý tư duy, dùng lời tự tại. Tôi đã hứa dùng vật đây để thí cho người có hoàn cảnh bần cùng khốn khổ nên nay tôi phải thí cho họ. Chẳng phải tôi đối với ông không tâm vui thí, chỉ vì khả năng của tôi có hạn, mong ông chớ đối với tôi mà sanh tâm oán, giận, trách hờn. Lại trừ Bồ Tát hiện có chủng chủng tài vật dùng để bố thí, biết có nhà hà tiện rất keo kiệt, tiếc rẻ tài bảo, luôn lo âu sợ hãi, họ trương tường huệ thí cho một sa môn bà la môn. Bồ Tát liền đi đến nhà đó, trước mở lời thăm hỏi vấn an, sau dùng phương tiện kính thuận cất lời. Tôi không khiến tài bảo của ông giảm bớt mà chỉ khiến ông làm được việc nhiều ích lớn trong hiện tại. Nhà tôi hiện có nhiều tiền của, nhiều vật dụng dùng để bố thí. Vì tôi muốn viên mãn bố thí ba la mật đa, nếu có người đến nhà ông cầu xin, chớ để họ về không, hãy đến nhà tôi để lấy tài vật tùy ý thí cho họ. Nếu có người đến nhà tôi cầu xin, khi tôi hành thí, mong ông đối với việc thí đây nên sanh tâm tùy hỷ. Kia nghe lời đây rồi liền sanh vui mừng hoan hỷ. Như vậy tài bảo của ta không bị khuyết giảm, lại được tán thán là người có tấm lòng thiện. Vì vậy ta nên tùy thuận để thành tựu việc làm này. Bồ Tát hành như vậy khiến kia dần dần gieo trồng hạt giống điều phục kẻo lẫn. Do Bồ Tát lấy tuệ làm tiền dẫn, kế đến phương tiện khéo léo, khiến kia dần dần tu tập, tự xả chút ít tài vật của mình. Từ không tham bậc hạ tiến lên bậc trung, từ không tham bậc trung tiến lên bậc thượng. Lại trừ Bồ Tát hoặc làm thân giáo sư hoặc làm quỹ phạm sư cùng cậu chú với đệ tử và đồng phạm hạnh. Họ có tánh tham lam keo kiệt thuộc loại tham sèn, hoặc tánh tuy chẳng phải chủng loại tham sèn nhưng thiếu tiền của, thiếu những vật cần thiết. Vì muốn kia gieo trồng vào ruộng Phật Pháp Tăng nên khi họ lãnh thọ sự nghiệp tu phước thí, Bồ Tát tự lấy vật của mình đem khiến kia làm, tự mình không làm. Bồ Tát có tuệ khéo phương tiện lại khiến cho người đồng phạm hạnh kia điều phục được phiền não keo tham, cũng khiến cho người vui thích thiện pháp sở huyện được viên mãn nghiệp thọ hữu tình, thành thục hữu tình. Lại chư Bồ Tát hiện có nhiều tài vật dùng để bố thí. Khi thấy người đến có ý mong cầu, Bồ Tát biết tâm kia rồi, liền tùy theo chỗ thích, thảy đều thí cho. Lại có thường nhân tánh gian trá, muốn phỉnh gạt, Bồ Tát đã biết như khéo ẩn giấu lỗi họ, không để người khác biết huống là xúc não đối với kia, thỏa mãn mong muốn của họ, khiến kia không e ngại xấu hổ lo sợ, mà chỉ vui vẻ ra đi. Lại có người gian trá lừa dối, Bồ Tát ban đầu không biết, sau mới biết rõ. Tùy biết rõ cũng chẳng đem việc đây mà rêu rao lỗi xấu của kia, cũng chẳng quả trách khiến người kia nhớ nghĩ, chỉ sanh lòng bi mẫn. Kia đối với ta đã lỡ hành động lấy vật không cho như thế nên ta tùy hỷ khiến kia vô tội. Hết thảy việc làm như vậy nên biết gọi là Bồ Tát hiện có tài vật dùng để thí, dùng tuệ khéo léo mà thí. Lại chư Bồ Tát, nếu hiện không có tài vật để bố thí, trước đã tập học thành thục khéo léo đối với các ngành nghề của thế gian, hiện tiền tác ý ít tốn công sức mà thu hoạch nhiều tài bảo, dụng đây thí cho chúng sanh. Chư Bồ Tát đây lại vì người mà sử dụng chủ trùng ngôn từ khéo léo mỹ diệu tuyên thuyết chánh pháp, khiến kẻ bần cùng bần khổ còn vui hành thí, hào hứng kẻ giàu sang, khiến kẻ kèo tham còn chuyên tâm hành thí hào hứng người đang tu tập hạnh bố thí.
Nếu có nhà tịnh tiến nhiều tài bảo, thường vui hành thí. Bồ Tát giới thiệu người cầu xin đến nhà kia để họ hành thí, hoặc lúc người kia huệ xả tu nghiệp phước, Bồ Tát tự đến nhà kia, siêng năng chăm chỉ vượt bậc không lười nhác, khởi sự linh hoạt, thân tâm hoàn hỷ, tùy sức lực, tùy khả năng giúp đỡ từ thân cho đến lời nói, khiến việc huệ thí được đầy đủ tốt đẹp. Trong lúc hành thí, người kia mắc phải lỗi do sức lực tài vật bị thiếu thốn ít ỏi, hoặc cung cấp những vật thô xấu, hoặc bị rơi vào các việc ác, hoặc bị bạn xấu hủy hoại, không lòng cung kính, hoặc quên mất, không nhớ. Bồ Tát khéo léo giúp đỡ, nên tất cả lỗi kia đều không hiện hành. Bồ Tát như vậy hiện không có tài bảo, nhưng có phương tiện tệ khéo mà hành huệ thí. Đây nói đến các Bồ Tát chưa chứng ý lạc thanh tịnh tăng thượng. Nếu các Bồ Tát đã chứng ý lạc thanh tịnh tăng thượng, không còn đi vào các đường ác, thì đời đời nhất định thành tựu tài bảo vô tận. Lại trừ Bồ Tát chọn không dùng miệng cầu thỉnh chánh pháp cho ngoại đạo, cũng chẳng biên chép kinh điển đề thí cho kia. Bồ Tát biết người đến cầu xin có tánh hiếu thắc cầu, muốn khoe khoang buôn bán kinh sách cũng không được thí cho. Kẻ kia muốn biết tạng bí mật cũng không thí cho. Người đến cầu xin không cầu thắng trí cũng không thí cho, nhất định phải cầu thắng trí mới thí cho. Nếu rõ biết tự mình đối với nghĩa trong quyển kinh đã được đầy đủ, đã biện biệt được, thì tùy ý muốn như chỗ thích hợp mà thí cho. Nếu Bồ Tát tự rõ biết mình chưa hiểu đầy đủ nghĩa của kinh, cần phải hằng thường tự mình khai mở, thì phải cân nhắc đối với việc pháp thí đây. Bồ Tát như vậy, nếu thấy nơi khác có quyển kinh, tức nên phương tiện cầu xin để thí cho, hoặc lại biên chép để thí cho kinh. Nếu thấy nơi khác không có quyển kinh, cũng không có khả năng biên chép, tức liền quán sát sâu kỹ tâm mình, có đúng là ta đối với pháp này không rơi vào tâm kèo lẫn mà chẳng thí cho kia ư? Có đúng là ta đối với pháp này không rơi vào ý riêng ngần ngại mà chẳng thí cho kia ư? Hay vì ta đối với pháp có điều cần thiết hơn nên không thí cho ư? Như vậy đã chiếu soi quán sát sâu xa trong tâm rồi. Nếu tự rõ biết có chút kèo lẫn, ý riêng ngần ngại đối với pháp đây khiến không thể thí, tức khởi nghĩ này, ta này quyết định phải hành pháp thí. Giả sử do ta hành pháp thí đây mà ở hiện pháp thành ngu si, câm ngọng, phiền não, không thể kham chịu, còn phải hành thí pháp, hà huống chỉ thiếu thốn từ lương diệu trí. Lại nếu Bồ Tát quán sát rồi, tự rõ biết ở nơi pháp đây không có chút kèo lẫn, cũng không có ý riêng ngần ngại, chỉ vì muốn thành tựu nghĩa tu tập thù thắng hơn mà không thí cho người. Bồ Tát bấy giờ lại nên suy nghĩ: ta đem pháp đầy thí đối với kia mà vẫn đoạn trừ được phiền não của mình chăng? Mà vẫn khiến viên mãn từ lương trí huệ chăng? Là nghĩ thương chúng sanh chăng? Đã suy nghĩ rồi, liền tránh rõ biết. Ta nhận thấy tự mình không có phiền não nếu không thí cho kia quyển kinh đây, thì từ lương trí tại hiện tại vị lai của ta truyền truyền càng thêm thù thắng. Ta thí cho kia thì không thể kiến lập được công đức này, chỉ khiến ở đời vị lai người kia nhạt mỏng pháp lợi, không khiến pháp tuệ phong phú thêm. Nếu không thí cho kia, ta có khả năng tu tập trí phương tiện thiện xảo, làm lợi ích an lạc tất cả chúng sanh, như thế là thường nhớ một chúng sanh đây và tất cả người khác. Nếu thí cho kia chỉ là thường nhớ một chúng sanh đây, chẳng phải tất cả chúng sanh, Bồ Tát như thật biết như vậy rồi, chẳng thí cho kia thì không tội, không hối hận, cũng không trái vượt định giới Bồ Tát. Sao gọi là Bồ Tát phương tiện không bố thí? Nghĩa là Bồ Tát không nói hết thẳng với người đến cầu xin: tôi chẳng thể huệ thí cho ông. Chỉ dùng phương tiện khéo léo dẫn dụ khiến kia bỏ đi. Sao gọi là dùng phương tiện khéo léo? Nghĩa là Bồ Tát trước tiên phải tăng tịnh đối với tất cả vật dụng tích chứa, tất cả vật thí, dùng ý lạc, thanh tịnh, cúng dường,
Mười phương chư Phật Bồ Tát giống như bí xô tác tịnh đối với y áo vật dụng của mình, sau mới cúng dường cho thân giáo sư quỹ phạm sư. Nhân duyên Bồ Tát tịnh thí như vậy, tuy tích chứa vô số vật dụng tốt đẹp tất cả vật thí nhưng vẫn được gọi là an trụ thánh chủng sánh vô lượng phước. Thường ở nơi phước đây hơn tư duy hơn nữa, mọi lúc theo đuổi tăng trưởng hành như vậy, hằng tác tịnh đối với tất cả vật thí như chỗ chư Phật Bồ Tát gửi gắm giữ gìn. Bồ Tát thấy người đến cầu xin liền quan sát tùy theo chỗ muốn của kia trước tác tịnh. Lúc hành huệ thí phải xứng hợp chánh lý, phải nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát không vật gì mà chẳng bố thí cho chúng sanh. Suy nghĩ như vậy rồi, liền lấy vật thí đã tác tịnh mà thí cho người khác, khiến kia được đầy đủ mãn nguyện. Nếu quan sát việc hành huệ thí đây không đúng chánh lý trước, nên nhớ nghĩ làm pháp thí thành tịnh, bảo rằng hiền thủ, tất cả vật đây là sở hữu của người khác, không thể thí cho ông. Bồ Tát dùng lời nhu nhuyến phương tiện hiểu dụ khiến kia ra đi, hoặc Bồ Tát dùng vật khác số lượng tăng gấp 2 gấp 3 cung kính thí cho, sau đó khiến kia ra đi và biết rằng Bồ Tát đây không phải lẫn tiếc mà không muốn thí cho ta, quyết chắc kinh sách đây vì ấy không được tự tại nên không thể thí cho ta. Đây gọi là Bồ Tát có tuệ khéo mà hành pháp thí. Lại chư Bồ Tát ở nơi tất cả lại thí, pháp thí, tài thí, vô ý thí, hoặc môn khác, hoặc thể tướng, hoặc giải thích tên, hoặc nhân quả sai khác, như thật rõ biết mà hành huệ thí. Đây cũng gọi là Bồ Tát có tuệ khéo mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát đối với người oán dùng ý vui từ mà hành huệ thí. Đối với người khổ dùng ý vui bi mà hành huệ thí. Đối với người có đức dùng ý vui hỷ mà hành huệ thí. Đối với người có ân thân thiện cùng chung ý hướng dùng vui ý vui xả mà hành huệ thí. Đây cũng gọi là Bồ Tát có thể có tuệ khéo mà hành bố thí. Lại trừ Bồ Tát đối với chướng ngại trong việc hành bố thí và các pháp đối trị chướng kia, như thật rõ biết trong đây chướng ngại của bố thí có bốn dạng: một, trước kia chưa tập quen thường xuyên; hai, vật thí ít ỏi thiếu kém; ba, đắm chất tài vật tốt đẹp thích ý; bốn, quan thấy vị lai được quả tài bảo đầy đủ nên sanh vui sướng. Nếu chư Bồ Tát hiện có trùng trùng tài vật dùng để thí hiện tiền, tuy thấy có người đến cầu xin mà ở nơi việc huệ thí đây tâm không thú nhập, bấy giờ Bồ Tát nhanh chóng dùng chánh tuệ thông đạt: đây là lỗi do ta trước kia chưa thường xuyên tập hành bố thí. Lại dùng diệu tuệ thông đạt như vậy: ta ở đời trước nhất định chưa từng tu tập thường xuyên, nên đời hiện tại đây tuy ta có nhiều tài vật cũng bố thí dùng tiền, có người đến hiện tiền, có người đến cầu xin mà đối với việc huệ thí đây tâm ta chẳng đoái hoài hướng đến. Nếu đời này ta không suy nghĩ mạnh mẽ thì hành bố thí ở đời sau nhất định sẽ chán ghét với hạnh bố thí nên làm. Bồ Tát tránh thông đạt như vậy, làm đối trị, cố gắng quyết tâm hành huệ thí, không đuổi theo thói quen lỗi lầm của đời trước, liền được tự tại trong việc hành bố thí. Lại chư Bồ Tát hiện tiền, tuy thấy có người đến cầu xin vì tài vật thiếu thốn ít ỏi nên đối với việc huệ thí đây tâm không thú nhập, bây giờ Bồ Tát liền nhanh chóng dùng chánh tuệ thông đạt: chớ để nhân duyên thiếu thốn như vậy làm trở ngại bố thí, ta nên nhẫn thọ các khổ thiếu thốn. Bồ Tát nỗ lực từ trạch khởi tâm bỉ mẫn mà hành huệ thí. Lại ta nghĩ do lỗi lầm của nghiệp đời trước hoặc do hiện tại hệ thuộc người khác khiến ta phải chịu đủ mọi nỗi thống khổ của sự thiếu thốn và đói rét, không thể làm nhiều ích cho tất cả chúng sanh.
Giả sử ngày nay ta vì hành trì huệ thí nhiều ít người mà hiện đời phải thọ vô lượng khổ cho đến mất mạng, thì việc hành thí đây vẫn thật sự tối thắng, không khiến người đến xin phải tay không ra về như vậy. Huống chi ta lại có các loại giàu mã để tự nuôi sống. Bồ Tát nhẫn thọ các khổ do thiếu thốn như vậy mà hành huệ thí. Lại chư Bồ Tát hiện tiền, thấy có người đến cầu xin, do vật dụng để thí quá yêu thích, quá tốt đẹp nên đối với việc hành huệ thí đây, tâm không thú nhập. Bồ Tát lúc bấy giờ liền nhanh chóng dùng chánh tuệ thông đạt: ta bị lỗi lầm do đắm trước gây nên, ta này ở nơi khổ mà phát khởi hư vọng, điên đảo tưởng cho là vui, do đây năng sanh nhiều thứ khổ ở đời vị lai. Bồ Tát khắp rõ biết điên đảo đây, vì muốn đoạn trừ nên nỗ lực tư duy phân tích, dùng tài vật đây mà hành huệ thí. Lại, nếu chư Bồ Tát hành thí rồi, thấy công đức thù thắng đối với quả dị thuộc có được tài bảo rộng lớn ở đường lai, nên sanh vui mừng quá độ, không cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát lúc bấy giờ liền nhanh chóng dùng chánh tuệ thông đạt: đây là lỗi do có cái thấy sai lầm về quả gây ra, như thật quán sát tất cả các hành đều không bền chắc, tất cả các hành đều niệm niệm sanh diệt, quả thọ dụng nhanh chóng diệt mất, nhanh chóng tàn hoại. Khi quán như vậy, liền năng đoạn diệt cảm xúc vui mừng quá độ, tất cả các việc hành thí đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bốn chướng ngại cho việc hành bố thí của Bồ Tát như vậy nên biết phát khởi bốn chủng trí năng đối trị: một, thông đạt; hai, nhẫn thọ các khổ; ba, biết khắp điên đảo; bốn, thấy tất cả hành tánh không bền chắc. Chư Bồ Tát đây dùng ba chủng trí năng đối trị trước, quyết định có khả năng khảm nghiệm thực hành huệ thí. Dùng một chủng trí năng đối trị sau, năng chánh nhiếp thọ quá phước thủ thắng. Đây cũng gọi là bố thí có tuệ, khéo mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát sống trong chốn nhàn tĩnh, do ý lạc thành tịnh, thuần hậu, thành tịnh, thắng giải phân biệt, luôn duyên niệm vô thượng, vô lượng tài bảo, thượng diệu, dùng lực thắng giải mà vui hành huệ thí cho chúng sanh. Do nhân duyên đây, chư Bồ Tát chỉ dùng ít dụng công nhưng sanh vô lượng phước. Đây cũng gọi là Bồ Tát có tuệ khéo mà hành bố thí. Như vậy chư Bồ Tát có tuệ vi diệu, có tuệ rộng lớn, dùng tuệ khéo mà hành bố thí, tóm được nghĩa chung: do có tài bảo, không có tài bảo, nhiếp thuộc tài thí, do pháp thí, do vô ngại giải thí, do ý vui thù thắng thí, do trí huệ năng đối trị chướng ngại trí, đối trị thường chướng ngại thí, do tăng thượng ý vui thắng giải thí, nên biết gọi là hành không cùng chung của chư Bồ Tát chỉ có ở chư Bồ Tát mà thôi. Như vậy đã nói hết tất cả tướng thí sai biệt sở hành của chư Bồ Tát ở các việc trong ngoài. Từ đây về sau, ở nơi tất cả tướng thí sai biệt, phần ra các tướng khó hạnh bố thí khác cần phải rõ biết.